hôm nay là ngày rèn tháng tốt thì nhà trai cũng và con cái cũng là tôi xin phép được ủy quyền của bố mẹ cháu công và ông là tức là anh thì cũng xin báo cáo thưa trưởng với các cụ và gái cũng như là hai bên đã làm việc tất cả tổ phiếu mất hay còn hết động viên các cháu như này. Hôm nay là gia đình nhà trai xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà. Tôi nghĩ là rất xứng đáng và rất vinh dự được các cụ về với một cái bầu không khí và tiếp sức cho chúng tôi một cái sinh lực mới. Có chứ nói thật là đây là một sinh lực mới cho võ giáo chúng tôi và cho tổ tiên tôi. Xin cảm ơn và xin chúc mọi người năm mới. Tôi là cậu của cái thằng Hà Duy Thủy, cái em mà đến sơ lược cái gia đình như vậy. Thế thì tôi cũng không có biết nói gì hơn, tôi chỉ nói rằng chúng tôi thêm một động lực mới để hai cháu xây dựng một các cụ quan tâm này thì tôi rất là phấn khởi. Xin cảm ơn thầm nói nhiều lắm. Xin phép các cụ câu bà xin phép được giới thiệu cũng là nếu về cái hàng mà hàng tâm của các cụ thì bên này là cũng ở đây này chúng tôi là hàng anh em tôi thì xin giới thiệu tôi là anh lớn nhất là của thị viện đây và còn bố cháu công là không bây giờ mẹ đâu công là nghe đây là bác khắc kia là anh chú cư đây là kia là em và con đấy thành phần ở đây cũng xin báo cáo với các cụ con hỏi gái thế thế thì hôm nay thì rất là phấn khởi mà gặp hai họ ở đây thì tôi cũng xin phép được nói cũng rất mừng là ta đây cùng người Hà Nam cả ta cũng cùng Nam Hòa cả. Thì ngày xưa thì xin lỗi là ông nằm vào đây chúng không biết vì vậy nên là cũng rất là vinh dự là hôm nay để tôi ở đây để gặp cả chú em đây, chú Phương kia cũng là anh em trong gia đình cả thì tất cả là cũng giới thiệu thì cũng mong sao mà ngày hôm nay thì đại diện đến hai họ cái quan trọng nhất cũng như ý kiến của ông vừa nói đấy ông nói trên và anh cũng phải nói thế thì vì vậy cho nên là không có gì bằng cái tình cảm không có gì bằng cái thân thiết mong sao là cái từ giờ phút này đi thì hai họ và gia đình các con cháu được mãi mãi đoàn kết vui vẻ. Hôm nay cũng là ngày đẹp xuân mới thì họ nhà trai tôi thì xin giới thiệu là tôi là bác rể của cháu. Thực ra cái nhiệm vụ này là phải bắt các bác bên nội của chú Hải thì ông cụ đây là ông cụ tôi giới thiệu ông cụ này cậu của bố cháu cháu Mai hiện nay không có nhà các cháu ở nước ngoài thế còn kia là bà còn đâu kia ông cậu đây ông cậu em của mẹ thế là của cụ bà ngoại của cháu Mai thế còn đây bác dâu trưởng hôm nay bác sẽ có bác trai thì bị bệnh hút không về được thế ủy quyền cho bác ở ngoài con cái mới về đây để cho nó muốn họ nhà trai nắm được nhưng mà tôi thì tôi biết cả họ nhà trai nhà gái thì tôi mới thay mặt một tí tôi thực ra lên quyền để phạm tôi không được phép vì như quyền bác trưởng biết mẹ của cháu Mai còn đây là bác dâu
vâng, quên bác gái. Quên bác gái. Tôi xin đây hai chị em ruột đây, bá gì? Bá chưa thấy gì cả, có tí tuổi rồi mà gì đến chết rồi. Nên xin nói vui đi. Bây giờ tôi xin có lời là phát biểu như thế này cho. Nhưng mà quả tâm tư sâu lắng ấy, từ khi là tôi nói là một cái rất vinh dự và phúc lại đến nhà tôi, dòng may về nhà tôi. Tôi là cậu Tân Hải, cậu Tân Nguyên, nhưng mà nó là chỗ dựa của nó mãi mãi về sau này. Không nghĩ rằng tôi được cái hoàn cảnh thăng trầm của gia đình thế này mà hôm nay lại được hồi phục có thêm kinh nghiệm. Miếng trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment,
found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it all, dear. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. When she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so so beautiful.
mạnh khỏe, gia đình, thầy thuốc và chủ ký.
sinh lực cho gia đình qua những chương trình như hôm nay mà đúng phải là xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bây giờ họ là gái, cháu nhận đấy rồi. Bây giờ chính thức là cháu công thế là con rể của nhà bên họ là gái. Trước khi nhận đấy là họ là gái thì có một tí lọt là đấy thôi. Bảo bảo có cháu không? Cháu ơi. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm lưu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm chút sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Dù nghèo cuộc sống có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Đây mà, đây mà. Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm lưu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm chút sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Dù nghèo cuộc sống có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với tôi.